Đến với Food Fest, du khách sẽ được trải nghiệm một tour du lịch ẩm thực từ những quốc gia nổi tiếng thông qua các gian hàng với hàng ngàn món ăn đặc sắc. Không gian được thiết kế mang đậm dấu ấn đặc trưng của từng đất nước. Bên cạnh những khách mời đặc biệt như là Sơn Trùng MTV, Mỹ Tâm, Isaac cùng với những màn trình diễn sôi động, Food Fest sẽ không thể thiếu sự có mặt của các đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam. Đó là ba đầu bếp hàng đầu: Chef Tuấn Hải, Chef Jack Lee, Chef Thanh Cường với vai trò là đầu bếp ngôi sao và trình diễn nghệ thuật ẩm thực trong VVIP Dinner tại nhà hát của những bếp trưởng vào các buổi tối. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại số 10 đường Mai Chí Thọ, quận 2 với giá vé là từ 199.000 đồng trở lên.